Hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bông. Hôm nay mình có về ít cá lóc nữa nè, cá lóc với lại beta nha các bạn, với lại một số cám, không phải chiên cho gái, bây giờ chữa là dành được cho rất là nhiều các loại cá luôn, không chỉ riêng gì cá guppy mà còn cá lóc, cá ba đuôi, nói chung là tùm lum cá. Cùng mình khui cái chuyện hàng này nha. Đây các bạn, mình có về ít beta hát này các bạn. Cá beta rất là đẹp luôn đó các bạn, rất là nhiều cá luôn nha các bạn, beta đủ màu nha. Đây các bạn, các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp luôn. Beta mình về đủ màu luôn nha các bạn. Đây là cái mái nữa các bạn, rất là đẹp luôn. Còn nữa, trong này, đó, dòng này là dòng Hapmon nha mấy bạn. Mấy dòng này là dòng Hapmon các bạn, màu xanh. Anh em nào yêu màu đỏ đâu? Đây, màu đỏ nha. Giá rất là rẻ luôn các bạn, chỉ 40k một bía thôi à. Cái này để mình đánh mã số rồi các bạn lựa ra giỏi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đây nè, 40k cho một bía thôi các bạn, rất là rẻ. Đây, cái máy nha các bạn. Còn đây, rất là đẹp luôn. Nói chung nó còn ở trong bọc nên không thấy được cái vẻ đẹp của nó nhiều đâu các bạn. Tí nữa mình sẽ bỏ ra ngồi để các bạn xem kỹ hơn. Đây là cá mái nè, cá mái đây anh em làm giống cũng rất là phê luôn, căng trứng luôn các bạn, cũng rất là to luôn. Đây, mình thấy cái cám này mình sẽ trải nghiệm trước rồi mình review lại, nhưng mà mình thấy một cái công năng là nó có rất nhiều sai cám du mi nha các bạn. Tí nữa mình sẽ khui ra. Và nhân vật chính của ngày hôm nay là cá lóc kho tộ nha. Đây, wow, không ngờ nó to như vậy mấy bạn. Wow, em lóc quay xanh nha mấy bạn. Đây là một em cá lóc quay xanh, mình lấy giờ được hai em lóc quay xanh nha. Wow, to quá mấy bạn ơi, size 16 nha các bạn. Bây giờ nó nằm ở trong hồ đây nên các bạn nhìn nó cũng không có rõ, để mình ngâm nước cái đã. Đây các bạn, giờ mình sẽ tiến hành ngâm chú cá lóc này nha. Cột cột quá là kỹ luôn, cái cắt cái bọc đây luôn bạn, tính giữ lại cái bọc đó chứ. Lóc quay xanh nha các bạn. Đây là một em lóc quay xanh nha mấy bạn. Giờ mình sẽ tiến ngầm hành ngâm ẻm vào cái hồ mình đã chuẩn bị nước luôn nha, cùng theo chân mình nha. Đây, cái hồ mình đã chuẩn bị cho ẻm mấy bạn, cái lưới đây mình cũng tự làm luôn này nha. Đó, rồi giờ mình sẽ ngâm ẻm trước đi. Đó, rồi xong, còn một bí nữa. Đây là bí thứ hai nha mấy bạn. Đây là chú cá này, hai chú cá lóc này rất là đẹp luôn nha mấy bạn, phẩm chất rất là cao luôn. Ok rồi, mình cũng sẽ ngâm ẻm vào cái hồ.
mình hơi đi cà nhắc đó bạn, hồi sáng máu mổ xong luôn á bạn, máu mổ cái chân xong luôn á, chưa chưa kịp gì nữa, nhưng mà cá lô hàng đã đặt trước người ta rồi là nên phải về, về đây có cho phục vụ anh em, cho anh em tập cứ alo mình nha. Rồi giờ mình sẽ khui mấy con cá trống ra cho các bạn xem nha. Đây Beta Half Moon nha các bạn, rất là đẹp luôn, đầy đủ màu sắc cho anh em lựa chọn luôn, anh em mà cần cứ alo, mọi thông tin chi tiết thì mình sẽ đổi chạy cho nó màn hình nha các bạn. Đây là cái con màu xanh vàng nha mấy bạn, vàng xanh. Đây là một cái full lắc đen thui nha mấy bạn, full lắc. Thêm một cái đen hiền bí, có đây là một bí đen mà có màu đỏ nữa nha bạn, mà kiểu màu xám xám rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Này mà làm 10 con về mấy bạn mà thả thủy sinh thì thôi thì bài luôn, không còn gì phải chê luôn. Đây một bí tiếp theo màu từ lô hột dưa nữa bạn, sau khi mình khui ra thì mình sẽ để nó mình mọi người sẽ thấy rõ hơn nha, chứ giờ thì cũng không thấy rõ lắm đâu. Đây là một bí quần đỏ luôn mấy bạn, rất là đẹp luôn, rất là sung luôn, bốn bốn trong bị mình nói chứ ghê thiệt. Được, để tôi coi sung cỡ nào, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Tiếp theo là một bí có màu xanh xanh nhìn lắm đó. Thêm một bí có màu xanh xám xám. Cái dòng Half Moon này thì nó đủ màu đủ sắc, nó rất là đa dạng đó các bạn. Rồi anh em nhìn sơ nha. Đây, giờ mình sẽ lên quay ngang cho mọi người coi nha. Rồi giờ mình sẽ cho nó lên đây để quay ngang cho anh em coi nha. Đó. Cái bọn này là nó đứng gần nhau rồi, nó kề nhau cho thấy. Chưa quen đó mọi người. Rồi đây Beta Half Moon nha mấy bạn, rất là nhiều luôn. Và đây là sản phẩm mình sẽ test thử cái trải nghiệm của mình nha mấy bạn. Đây là mình thấy bộ sản phẩm này cũng hay, nó rất là tiện ích luôn á mấy bạn. Wow, đây là loại cám 30 gram nha các bạn, cám dầu mì nha các bạn, 30 gram. Thì cái viên cám này dùng được đâu, để mình
xem thử. Cái này như là cám 1 ml á mấy bạn. Cám này thì dành cho ranh chu, ranh ranh chu. Nói chung cái này là mọi loại cá ăn được luôn bạn, trừ cá bột ra nha. Xài cá đây là cá bột được, Betta Guppy xài trưởng thành ăn được nè. Cái loại cám 30 gram đây là ăn được nha các bạn. Đây. Đây. Còn loại cám này là có thể dành được cho cá bột các bạn. Nó hình nhuyễn á. Nó hình nhuyễn, các bạn có thể thấy hạt cám không? Nó nhuyễn. Cám nhuyễn. Yummy ha. Đó. Rất là nhiều, sẽ trải nghiệm tất cả và đưa về đánh giá cho các bạn xem ha. Đây, nó sẽ có thêm một cái khối lượng khác, là cái hũ đây là hũ 100 g, thì trên đây bao gồm mà có công dụng, thành phần, hướng sử dụng, hướng dẫn sử dụng luôn đó, bao bì tất cả cái thứ ha. Cám zombie size này là size 1 ml này các bạn, size 1 ml ha. Đây, size đây là cám size nhuyễn nè, cá này cho guppy, cho cá bột ăn vẫn được các bạn. Đây. Đây rồi, đây là loại, đây là bao bì 300 gram này các bạn. Hũ này như đúng rồi, là 300 gram nha các bạn. Yummy, thức ăn cao cấp cho cá, đủ size luôn nha các bạn. Tí nữa mình sẽ test cho cá ăn. Rồi, rồi em cá lóc mong chờ nhất đây các bạn ơi, giờ mình sẽ tiến hành thả nó luôn nha. Các bạn có thể thấy nha, rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, quay xanh nha mọi người. Sử vô nước cho nó. Size này tầm 16 quá mọi người. Làm quen trước nha các bạn, mình sẽ đậy hồ lại cho mấy em này thì thôi khỏi phải nói rồi. Bay như là cái gì đó. Rồi nấp luôn vào sâu rồi nữa em. Còn rồi còn một em ở đây nữa nha các bạn, mình sẽ thả nốt luôn. Rồi dồn miếng nước mắm rồi. Em này thì có vẻ hung hãn mà mạnh bạo hơn các bạn. Máu luôn nha. Em nào thì cũng vậy các bạn, phải chùm, phải chia đẩy chúng lại các bạn, cho cái dòng lóc này nó bay vào trong trống mà. Rất là sợ nha, rất là sợ nó nhảy nha. Rồi đây là xong, kết thúc chương trình, mình sẽ tập nhập chúng lại khi nào chúng dạng lại nha mấy bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh mình để có thể xem được những video kế tiếp và cập nhật được giá các loại cá nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video.